cho Đấy, cả nhà họ là xem thế này con đúng không? sang xui 707 XD cáp này, tám không được, không được ba những năm cái một vỉ của chín nó này năm đấy. sáu cơ bản cái giấy này phải zin này. Vâng, cái sỏ ấy. Yên không tâm zin thì toàn mày mua thân, bao nhiêu cũng hôm đắt. nay chú mới mở đấy, chứ còn về Cái này khám nhá, tao thử chỉ cái cho này mày cái nào là giá trị nhất này. Nó cứ chạy cái này. Cái này chưa quan trọng bằng cái này nhá. Hai vỉ đấy đúng không? Hai vỉ. Hai vỉ này mới là quan trọng, âm sắc hay không là hai vỉ này. Ừ. Mày nhìn chưa có vết tay động nhổ lên. Hàng như này là tuyệt tuyệt hảo. Ừ. Mặt của nó không xây xước này. À, nhìn bó dây ra, ông kiểu đéo gì ông muốn nhổ thế đâu thì cởi cái bó dây ra. Đây đúng không? Ông nói đó chấm mút thì nhìn mùi hàn bắt đi ngay. Quá đẹp luôn. Ừ. Hai yên tâm đi. Tao cả cái dãy để chở này nha. Con nào mà chết một phát tao đố mày có con giống hệt này mà thầy. Vâng. Ok luôn. Chết thì bao giờ nó chết.